thấy được những hình ảnh đầu tiên của con siêu bão Noru. Nếu bây giờ mà như là bất kỳ ai mà bước ra khỏi đường chắc chắn sẽ bị gió thổi bay nhất quang chị. Thật sự là hiện tại gió rất là lớn, mọi người đang xem trên đường live của đoàn này, cho đoàn này một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nhé. Bạn đại đại ở đó đang hỏi.
thôi em. Sinh viên Việt cô. Dạ đúng rồi, em không đi đâu. Thôi. Các cụ vào thắp hương. Thắp hương là để mấy cha. Cả vợ cùng kinh lâu rồi ông nội ô. Nghe các bạn đây cũng kinh rồi nè. Đó. Dạ. Dạ. Giờ chào ngài, chào chào. Vô vô. Vô vô. Và gây ra một đợt ngập úng.